Xin chào các bạn. Trong bài học này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức làm sao để đảm bảo rằng dữ liệu của chúng ta là an toàn. Thì khi mà chúng ta làm việc, chúng ta có rất nhiều dữ liệu. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta có rất nhiều dữ liệu như vậy thì các bạn thấy là rất nhiều. Thế thì nếu mà máy tính chúng ta hư, chúng ta lưu dữ liệu trên máy như này thì giỏi đó. Khi máy tính chúng ta bị hư thì dữ liệu này chúng ta sẽ mất hết. Và cái chuyện hư máy tính thì không thể nào đoán trước được, nó có thể hư bất kể lúc nào. Hay là trong những trường hợp mà chúng ta gặp máy tính ta bị lây nhiễm các cái virus mã độc như con WannaCry vừa rồi, nó sẽ mã hóa toàn bộ dữ liệu của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta không thể nào lấy lại được dữ liệu, hoặc là phải bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc lại dữ liệu đấy. Thì để tránh cái chuyện này, tránh cái trường hợp là chúng ta mất bò mới ra làm chuồng, như vậy thì ta phải phòng ngừa trước. Thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một số cái nguyên tắc cũng như kinh nghiệm của tôi để lưu trữ dữ liệu an toàn. Thì dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn thì các bạn sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc sau. Thứ nhất là các bạn phải lưu ít nhất ở 3 nơi. Thế thì ta lưu dữ liệu ở đâu? Ở trên máy tính chúng ta thì hiển nhiên có một bảng rồi. Các bạn có thể mua các cái đĩa DVD hoặc là CD đó, các bạn ghi cái dữ liệu đấy ra ra đĩa. Thì ở trong các bài học trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách ghi một cái đĩa rồi. Đó là một cách. Ngoài ra chúng ta có thể dùng thêm một cách khác nữa là chúng ta chép dữ liệu đó qua các cái ổ cứng rời, các cái ổ cứng khác ngoài cái máy tính của chúng ta. Tuy nhiên phương án này vẫn có rủi ro là lỡ ổ cứng nó có hư thì chúng ta bị mất dữ liệu. Thế thì để đảm bảo rằng là chúng ta thêm một phương án nữa, đó là chúng ta sẽ sao lưu dữ liệu ta lên cái ổ đĩa mạng. Thì khi các bạn đăng ký một tài khoản mail, ở bài học trước thì ta đã ký một tài khoản mail rồi đúng không? Bây giờ ta đăng nhập vào thử nhé, hostmail.com. Rồi các chúng ta sẽ đăng nhập vào với cái tài khoản của chúng ta. Các bạn ghi đầy đủ luôn. Rồi. Nhập vào mật khẩu. Thì đối với mỗi cái tài khoản mail mà các bạn tạo ra thì nó có một cái gọi là OneDrive, cái thư mục này được lưu trữ trên đường dây mail của Microsoft. Với một tài khoản miễn phí thì chúng ta có thể lưu trữ được khá nhiều tài liệu. Ở đây có một số cái hướng dẫn ha, các bạn có thể lưu trữ ảnh, các cái lịch cộng tác ở đây ha. Các bạn mặc định ha, thì khi chúng ta đăng ký mới một tài khoản Hotmail, các bạn có 5 GB dữ liệu. Để các bạn tải lên thì thực ra với 50 dữ liệu thì cũng lưu trữ được rất là nhiều tài liệu. Các bạn cũng có thể mua thêm dung lượng ha, mua thêm dung lượng thì ở đây nó cũng có các cái gói cho các bạn lựa chọn. Nếu nhu cầu chúng ta lưu trữ nhiều thì chúng ta có thể mua cái gói phù hợp với chúng ta. Nó đang chạy ha, nó hơi lâu một tí. Còn nếu mà chúng ta chỉ lưu dữ liệu lên thôi thì khá đơn giản ha, các bạn có thể tải dữ liệu ở đây, tải rất là dễ. Bạn có thể kéo thả và tải lên ha, hoặc là các bạn bấm dưới đây tải lên. Tải lên thì các bạn có thể tải theo tệp hoặc thư mục, ví dụ đây tôi tải một cái tệp trên máy của tôi chẳng hạn. Ở dưới đây tôi tạo cái cách dạy con này, open. Cái file này sẽ được tải lên trên này. Hoặc các bạn có thể tạo mới. Nên nó đang tải lên ha các bạn. Các bạn có thể tạo mới cái thư mục. Ở đây nó có cho bạn này. Thư mục, và các bạn có thể làm tài liệu của Excel này ha, tạo mới một thư mục. Như bạn đặt tên một thư mục là dữ liệu đi.
Rồi, nó sẽ tạo thêm một dữ liệu cho các bạn. Và cái file nãy tôi vừa mới tải lên ha, cái file này đã có rồi. À, nó sẽ tải ra cái nội dung file, các bạn có thể coi online ha. Rồi, ở đây chúng ta có thể kéo file này bỏ vào trong cái thư mục dữ liệu của chúng ta. À, thì cái cách mà lưu trữ như thế này á thì nó sẽ rất là an toàn. Các bạn có thể lấy bất cứ ở đâu cũng được, bạn có thể ngồi trên máy tính, có thể ngồi trên di động, các bạn đều có thể, hoặc là thậm chí các bạn có thể chia sẻ cho mọi người. Ví dụ như cái file của chúng ta muốn chia sẻ, bạn click vào thì nó mở nha, các bạn bấm chia sẻ thì các bạn có thể chia sẻ cho các người khác sử dụng. Thì nó khá là hay nha, khá là hay. Và nó cũng rất là hữu ích ha. Đây, các bạn có thể xem trước, nhúng là tải xuống, xóa, chia sẻ. À, thì các bạn có thể chia sẻ, cho phép chỉnh sửa, mình chia sẻ qua email hay là qua những cái người nào bạn muốn cho thì bạn cho. À, thì đây là một cái tính năng cực kỳ hay. Có một số bạn lại lo ngại rằng là nếu mà ta tải dữ liệu lên đây thì lỡ người khác đọc được thì sao? Thì các bạn có thể giải quyết được bài toán này bằng cách là các bạn đặt password cho các cái tài liệu của các bạn. Bạn nén lại, bạn đặt password, hay là bạn ví dụ file Word, file Excel, bạn có thể đặt password và đảm bảo rằng dữ liệu của chúng ta thì chỉ có chúng ta mới đọc được. Thì đó là sao tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn các cái cách thức lưu dữ liệu. Hiển nhiên ngoài cái chuyện các bạn lưu dữ liệu trên OneDrive của Microsoft, các bạn có thể lưu dữ liệu trên cái Drive của tài khoản mail Google. Nói chung là ở đâu cũng được, miễn là chúng ta phải đảm bảo rằng nguyên tắc là lưu dữ liệu ở ít nhất 3 nơi thì đảm bảo rằng sau này có sự cố chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.